Xin chào mừng các bạn đã đến kênh Yêu Nhà Mê Vườn. Kênh của mình thì chuyên trồng và chăm sóc các loại cây dâu tây. Thì đối với cái vườn của mình thì có rất là nhiều giống cây dâu tây. Và dạng ngoài ra thì kênh của mình còn có cà chua nữa. Mời mọi người cùng đi hái cà chua dâu tây của mình. Cái loại này là của Hàn đấy, cái farm lớn nhất của Hà Nội trồng loại này đấy. Đấy. Em ăn hái đi, không phải cả chín cây này. Đây sẽ có một cái ngón đây nữa. Ừ, đoạn này nó thế. Đó. Đây, quả rất là to. Đây, em hái bên kia nốt đi. À, đây nha mọi người ơi, là cái giống mà ở Hà Nội trồng rất là nhiều đấy. Một farm rất là lớn. Đó. Đây, đây là nhiệt Hana nhé mọi người. Đó. Đi ăn thử đi, ăn đi. Ờ, vặt lấy một quả cho mẹ đi. Đấy. Bin rất là khéo nhá, bên hái này. Rồi, thì hai mẹ con ăn thử cho nào. Đi ăn thử thế nào, không có ngọt đâu. Dương ăn hết loại đấy đi, xong là thử cái loại hàn xem nào. Đây, hàn đấy ạ. Quả này, quả của hàn đấy nhé. Đây hàn nhé, bây giờ mình sẽ ăn thử. Bây giờ em thử xem nào. Này em vừa ăn nhật Hana, bây giờ em thử hàn xem loại nào ngon hơn nhé. Loại này thơm. Loại thơm thật. Rất là thơm. Loại nào ngọt hơn em? Quả Hana thì ngọt hơn. Còn quả này lại thơm hơn. Nào Dương ơi, ở bên kia có Abion trong này em thử nhá. Thử ăn cảm nhận ba loại đi. Đây, ăn kia kìa. Đây, Abion này em thử ăn thử em nào. Ừ, đấy, Abion đấy. Đấy, em ăn thử em. Em ba loại thì loại nào? Loại này rất là ngọt. Bình thường mọi người bảo Abion thì chua nhá, nhưng mà tại sao Abion của mình lại ngọt nhỉ? Hay là có nhầm giống không nhỉ? Cái này cũng ngọt. Ngọt nhỉ? Mà nó sẽ không được mềm bằng hai loại kia. Ừ, nó sẽ giòn hơn đúng không? Nó giòn hơn. À, sau khi chị em mình nếm thử ba loại dâu tây xong thì mình sẽ tiếp tục ra vườn để mình hái cà chua. Mời mọi người cùng theo chân mình nhé. Đây là một giống cà chua rất là ngọt đấy. Cà chua trái cây. Vị của nó rất là ngọt luôn, mà được đánh giá ngọt như nho nhé. Đó, đây rất là nhiều. Hôm nay thời tiết đẹp cho nên là quả chín nhiều hơn rồi. Đó. Đây hôm nay thì thời tiết nắng ấm như thế này thì cả cà chua và dâu tây cũng đều sẽ chín nhé. Đây, cà chua siêu ngọt đây. Wow, hôm nay trời nắng cho nên ăn rất ngọt đấy. Mời mọi người nhé. Rất là ngọt luôn. Đây, loại cà chua được đánh giá là ngọt nhất. Đấy, lâu lắm rồi cho mình mới có một ngày nắng ấm như vậy đấy. Wow. Ngọt lắm luôn cả nhà.
rồi, rất là chín luôn nhé. Đây, đây, cà chua này thì mình ở nhà mình cũng tưới chủ yếu là bằng nước kho gạo ngâm vỏ trứng và chuối nên rất là an toàn và sạch nhé. Đây này, wow, rất là ngon luôn ấy. Đây, mời cả nhà. Ngon quá. Đây là một loại cà chua đúng không, là rất là đáng trồng luôn. Của mình có hai loại cà chua trái cây nhé, chứ còn một loại dài nữa, chồng nữa mình sẽ quay cho các bạn. Nhiều quá. Chắc là mình phải vào phía tiến vào phía bên trong để hái cho dễ. Thật sự là rất là thích luôn ấy. Đây nhá. Được, đẹp quá luôn ấy. Trời ơi, quả vàng luôn này. Đó, tí lên nứt tất cả. Mình sẽ bỏ găng tay ra bởi vì mình dùng cái găng tay này nó rất là kiểu như là nó có tiếng, nó kêu sợ nên lúc mọi người nghe lại thấy khó chịu. Đây, những cái quả như vậy là mình cùng hái luôn nhé, bởi vì là đến ngày mai ngày kia là quả nó sẽ chín mà mình ăn dần là vừa. Bây giờ mình sẽ quay sang bên này nhé.
tiếp tục. À, mình thấy ở bên kia bắt đầu là có những cái trái cà chua dài Nova chín rồi nhá. À, bên này hai nốt rồi này, mình qua hái cà chua Nova. Đó. Ôi, những cái trái này, cái cây này bị héo mọi người ạ, cây này bị chết rồi ấy. Kỳ quá. Cây này mình trồng tự nhiên, không phun hóa chất, cho nên là đây này, cây bây giờ đang rất là nhiều bệnh nhá. Cây này để mình lấy hái hết lứa này thì mình sẽ hòa làm vôi ấy, vôi trắng ấy, để mình sẽ tưới cho cây. Mình sẽ hái hết đi. Tội nghiệp cho cái cây của mình quá. Đây nhá mọi người ơi. Đây ạ, những cái trái Nova rất là đẹp này. Ôi, cưng quá. Chỉ nhìn thôi là thấy ngon rồi. Mời mọi người nhé. Thật là tuyệt vời luôn á. Đây, trái rất là to lại còn ngon nữa chứ. Thời tiết hôm nay rất là đẹp. Ngon. Một trong những cây cà chua rất là đáng trồng ạ. Đây mọi người, thành quả của mình đây nhá. Lúc nãy mình tính là mình sẽ qua đây để mình hái cà chua Nova, nhưng mà ngon quá nên mình ăn rất là nhiều rồi. Bây giờ xem nào, vẫn còn một ít ở trên cây để mình hái nốt nhé. Đây. Ở đây cũng đây. Cả nhà có nhìn thấy không ạ? Đó, đây là có một cây, một quả dâu tây Hàn chín này. Mình sẽ hái mình ăn thử nhé. Đây. Năm nay farm ở Hà Nội có một vườn dâu tây, nó farm rất là lớn đấy, là về dâu tây Hàn Quốc. Nhưng Hàn Quốc thì quả vừa to vừa thơm nhé. Mình buổi trưa đấy, buổi trưa mình ra vườn đấy, ăn xong là khỏi ăn cơm luôn. Rồi, video mình kết thúc ở đây. Xin chào cả nhà.